Kính chào quý vị khán giả. Chào mừng quý vị đến với điểm tin 24 giờ của Tamda Media. Bản tin được phát sóng vào lúc 20 giờ hàng ngày. Thưa quý vị, tại Séc hiện có gần 800 trường học không đáp ứng được giới hạn số lượng học sinh tối thiểu ở mỗi lớp học. Thông tin chi tiết sẽ có trong điểm tin ngày hôm nay. Mời quý vị cùng theo dõi. Tỷ lệ thất nghiệp tại Séc đã giảm xuống mức dưới 4% sau 2 tháng. Phiến quân nhà nước Hồi giáo IS tự xưng đã đăng thông điệp dọa tấn công khủng bố các sân vận động diễn ra vòng tứ kết cúp C1 trong tuần này. Diễn biến tuần thứ 2 của sự kiện tri ân khách hàng lớn nhất trong năm của tập đoàn Tamda Group, sự kiện Tamda Promo 2024. Kính thưa quý vị, trong hơn 2 năm chiến sự ở Ukraine, một số tình nguyện viên người Séc cũng đã chiến đấu cùng binh lính Ukraine. Tính đến nay, Tổng thống Petr Pavel và cựu Tổng thống Miloš Zeman đã cho phép hơn 150 người Séc chiến đấu cho Ukraine. Một trong những tình nguyện viên Séc đầu tiên đến Ukraine là vào tháng 3 năm 2022, tức là ngay sau khi Nga bắt đầu cuộc xâm lược vào Ukraine. Động lực khiến người này đến Ukraine là từ những thước phim quay lại thời kỳ đầu chiến tranh, khi ông nhìn thấy các sinh viên đại học đang đào chiến hào xung quanh Kiev. Một động lực khác là ký ức về việc tiệp khắc bị chiếm đóng vào năm 1968. Tình nguyện viên chia sẻ rằng ông không muốn quay lại thời kỳ Séc bị chiếm đóng và bị Nga tàn phá đất nước và nền văn hóa của Séc. Hiện tại ông đang làm công việc tình báo, ở đâu có vấn đề, ông sẽ giúp giải quyết, họ nhận được thông tin và sau đó xử lý theo lệnh. Hiện tại, các tình nguyện viên Séc cũng đang tham gia khóa học điều khiển máy bay không người lái từ những người đã trực tiếp tham gia hoạt động chiến đấu. Điều tồi tệ nhất mà ông phải trải qua ở Ukraine là gặp bạn bè ở mặt trận và mang thứ gì đó về cho gia đình và người thân của họ. Một tình nguyện viên Séc khác tham gia chiến đấu ở Ukraine là từ những sự kiện Bucha và những nơi khác. Ông đã ở Ukraine trong hơn một năm và làm việc như một chuyên gia y tế giúp binh lính Ukraine có thể sống sót. Mặc dù ông vẫn sợ hãi, đặc biệt là khi có nhiệm vụ có nguy cơ tử vong cao. Đối với ông, một trong những điều đòi hỏi khắt khe về mặt tinh thần nhất là cắt cụt các bộ phận. Cá nhân ông cho rằng sẽ rất tốt nếu những người lính chuyên nghiệp, những người có chuyên môn được huấn luyện có thể đến Ukraine để hỗ trợ những tình nguyện viên. Trong quý đầu tiên của năm nay, giá các căn hộ cũ tại Séc đã tăng 13% so với cùng kỳ năm ngoái ở hầu hết các thành phố lớn, ngoại lệ là ở Ústí-nad Labem khi giá giảm 4%. Các căn hộ đắt nhất là ở Praha. Trong quý một năm nay, giá 1m2 của một căn hộ cũ có giá trung bình 125.400 koron, trong khi 3 tháng trước giá ở Praha là khoảng 121.700 koron mỗi mét vuông và nửa năm trước giá thấp hơn khoảng 2.000 koron. Theo phân tích, giá các căn hộ cũ ở thủ đô trong quý 1 đã tăng gần 8.000 koron mỗi mét vuông so với cùng kỳ năm ngoái. Một căn hộ cũ ở Praha có diện tích 80m2 sẽ có giá khoảng 10 triệu koron, trong khi vào cùng kỳ năm ngoái có giá 9,43 triệu koron. Ở Brno, giá các căn hộ cũ đã tăng 7% so với cùng kỳ, giá mỗi mét vuông là khoảng 97.000 koron. Một căn hộ cũ có diện tích 80m2 sẽ có giá khoảng 7,76 triệu koron, đắt hơn cùng kỳ năm ngoái khoảng 574.000 koron. So với cùng kỳ năm ngoái và theo quý, giá căn hộ cũ tăng nhiều nhất là ở Ostrava. Tại đó, mỗi mét vuông có giá hơn 47.200 koron. Một căn hộ rộng 80m2 ở Ostrava có giá trung bình 3,78 triệu koron, cao hơn 477.000 koron so với một năm trước. Theo chuyên gia, mặc dù lãi suất vay thế chấp đang giảm nhưng vẫn ở mức cao, điều này gây ra rào cản mua bất động sản đối với nhiều người dân. Theo số liệu được Sở Lao động Séc công bố hôm nay, tỷ lệ thất nghiệp tại Séc trong tháng 3 đã giảm xuống 3,9%. Theo đó, tỷ lệ thất nghiệp đã giảm xuống dưới mức 4% sau 2 tháng. Vào cuối tháng 3, có hơn 288.600 người tại Séc đăng ký tìm việc tại các sở lao động, ít hơn gần 7.500 người so với tháng trước. Số lượng vị trí việc làm còn trống tăng 81% so với tháng trước lên 268.660 vị trí. So với tháng 2, tỷ lệ thất nghiệp giảm ở tất cả 14 vùng và 68 trong số 77 khu vực của Séc. Theo giám đốc Sở Lao động Daniel Christoph,
Nhờ thời tiết đặc biệt ấm áp, các công việc thời vụ đã bắt đầu sớm, chẳng hạn như trong ngành xây dựng đã ảnh hưởng đáng kể đến tình trạng thất nghiệp trong tháng 3. Đồng thời, những người kinh doanh cá thể ngừng làm việc vào mùa đông đã đăng ký tại Sở Lao động và bắt đầu quay trở lại kinh doanh. Theo ông Christoph, sẽ có tỷ lệ thất nghiệp thấp nhất trong Liên minh châu Âu, nhưng số lượng vị trí tuyển dụng đã chững lại, gần như giữ nguyên trong tháng 4 liên tiếp và vẫn thấp hơn so với số lượng người tìm việc. Tỷ lệ thất nghiệp cao nhất trong tháng 3 là ở vùng Ostesco với mức 6%, tỷ lệ thất nghiệp thấp nhất là ở Praha với 2,8%. Tại Séc hiện có gần 800 trường học không đáp ứng được giới hạn số lượng học sinh tối thiểu ở mỗi lớp học. Đối với nhà nước, điều này có nghĩa là chi phí giáo dục cho một học sinh cao hơn 31.000 korun mỗi một năm. Theo nghiên cứu, vấn đề có thể được giải quyết bằng cách sáp nhập các trường khác nhau thành một trường duy nhất. Tổng cộng có 756 trường tiểu học tại Séc không đáp ứng điều kiện về số lượng học sinh tối thiểu mỗi lớp. Điều này làm tăng đáng kể chi phí của nhà nước và các thành phố. Họ phải trả thêm trung bình 31.000 korun mỗi năm cho mỗi học sinh. Lương của giáo viên cũng có sự khác biệt. Hiệu trưởng điều hành một ngôi trường và các lớp học có 22 học sinh sẽ nhận được mức lương dành cho giáo viên cao hơn từ 5 đến 6.000 korun mỗi tháng so với hiệu trưởng điều hành các lớp có 13 học sinh. Theo nghiên cứu của PAQ Research, không phải trẻ em ở các trường có ít học sinh sẽ nhận được nền giáo dục tốt hơn. Nhà phân tích Jan Zeman đã giải thích rằng không có sự khác biệt đáng kể về tình trạng lưu ban hoặc không hoàn thành các chương trình tiểu học giữa các trường dưới giới hạn và các trường khác. Mặt khác, các trường dưới giới hạn có đội ngũ giảng viên và nhân viên hỗ trợ kém hơn. Theo ông, giải pháp có thể là thống nhất, sáp nhập các trường học dưới sự điều hành của một hiệu trưởng. Việc gộp các trường có thể làm gia tăng số lượng học sinh trong lớp và giải quyết vấn đề tài chính. Số người nghiện mua sắm ở Séc ngày càng tăng. Theo các chuyên gia, nghiện mua sắm cũng nguy hiểm như nghiện rượu. Những người không hài lòng với cuộc sống của mình thường rơi vào tình trạng mua sắm không lành mạnh để đổi lại cảm giác hạnh phúc và vui vẻ trong một thời gian. Vấn đề là những người này thường xuyên mất tiền và phải vay nợ. Cô Irena, 28 tuổi, là một người mắc phải chứng nghiện mua sắm. Mỗi ngày cô đều tìm kiếm trên các trang web để mua những bộ quần áo yêu thích mà cô chi hàng nghìn korun để mua sắm. Cô chia sẻ rằng số tiền trung bình mỗi tháng có thể lên tới 6 đến 7.000 korun. Mỗi tháng cô nhận khoảng 15 gói hàng. Tuy nhiên đó thường là những thứ cô không cần hoặc không mặc đến. Theo các nhà tâm lý học, những người như vậy ngày càng gia tăng. Nguyên nhân có thể là do thời kỳ hiện đại, các cửa hàng tràn ngập hàng hóa và mạng xã hội cũng có thể gây nghiện mua sắm, hoặc cũng có thể do họ muốn so sánh với những người khác. Theo các chuyên gia, phụ nữ thường nghiện mua sắm quần áo, giày dép hay mỹ phẩm. Còn đối với nam giới thường là đồ điện tử hay thiết bị dành cho ô tô. Nhà kinh tế Peter Stunitska cảnh báo, điều này cũng ảnh hưởng tiêu cực đến ngân sách gia đình. Nó có thể dẫn đến nợ nần đáng kể và sự tan vỡ các gia đình, trong giai đoạn tồi tệ nhất thậm chí dẫn đến các vụ tự tử. Một số người nghiện cố gắng tránh hành vi cực đoan như vậy và cuối cùng trả lại một số món đồ đã mua. Như cô Irena cũng thường trả lại một số món đồ vì cô nhận ra rằng cô đã chi vượt quá ngân sách cho phép và do đó cô không thể chi trả cho những thứ thông thường như tiền thuê nhà và thức ăn. Theo các nhà tâm lý học, việc chi tiêu liều lĩnh mang lại cho con người cảm giác vui vẻ nhưng nó không kéo dài được bao lâu. Con người có thể có những cảm xúc tương tự, chẳng hạn như khi chơi thể thao. Sân phiếu vàng chúng ngay sơ sang, Tam Đa Promo đã quay trở lại. Xe tương chính, một xế hộp đời mới, Mercedes GLS 400D Formatic. Xe tương phụ, 3 máy tính MacBook Pro. 10 tuần bốc thăm, mỗi tuần một iPhone 15 Pro Max đời mới. Cùng nhiều giải thưởng tuần hấp dẫn khác. Nhận ngay cơ hội tham gia khi mua hàng với hóa đơn trên 5.000 korun tại chuỗi siêu thị Tam Đa Foods. Hoặc với mỗi đơn hàng trên 6.000 korun qua dịch vụ Tam Đa Express, khách hàng sẽ nhận được một phiếu tham gia bốc thăm. Phần dành cho khách hàng màu đỏ, phần tham gia bốc thăm màu xanh. Chương trình áp dụng từ ngày 25 tháng 3 đến ngày 2 tháng 6 năm 2024 với chuỗi siêu thị Tam Đa Foods và từ ngày 23 tháng 3 đến ngày 31 tháng 5 2024 với dịch vụ Tam Đa Express. Thông tin chi tiết xin truy cập website tamdafoods.eu/promo2024.
Kính thưa quý vị, quân đội Đức đã cử quân đến Litva hôm ngày 8 tháng 4. Đây là lần đầu tiên Đức triển khai quân đội đồn trú dài hạn đến nước ngoài kể từ chiến tranh thế giới thứ hai. Các nhà lãnh đạo Litva đánh giá cao việc quân đội Đức triển khai quân đồn trú dài hạn đến nước này hôm ngày 8 tháng 4 và gọi đây là sự kiện lịch sử. Khoảng 20 binh sĩ đã đến Litva và 150 binh sĩ khác sẽ đến nước này vào cuối năm nay. Dự kiến quân đội Đức đạt tối đa 5.000 người, trong đó gồm 4.800 binh sĩ và 200 người dân thường đến đồn trú lâu dài ở Litva vào năm 2027. Trước đó, quân đội Đức đã tham gia một số hoạt động điều quân ở nước ngoài chung với các nước đồng minh từ những năm 1990 ở vùng Balkan, Afghanistan. Tuy nhiên, đây là lần đầu tiên quân đội Đức triển khai binh sĩ độc lập dài hạn ở nước ngoài kể từ chiến tranh thế giới thứ hai, thay vì là một phần của lực lượng đa quốc gia. Điều số 5 của NATO nêu rõ, một cuộc tấn công vũ trang nhằm vào một nước thành viên sẽ được coi là một cuộc tấn công chống lại tất cả các thành viên của khối này. Và Bộ trưởng Quốc phòng Litva Laurinas Kasiūnas gọi động thái của Đức là một ví dụ tuyệt vời cho các quốc gia nằm ở sườn phía đông của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO. Ngày 8 tháng 4, cuộc tập trận hải quân đa quốc gia lớn nhất của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO đã khai mạc tại cảng Constanța của Romania với sự tham gia của 2.200 quân nhân và 135 tàu, máy bay và phương tiện từ các đồng minh và các quốc gia đối tác. Binh sĩ và thiết bị quân sự từ 13 quốc gia gồm Bulgaria, Pháp, Georgia, Hy Lạp, Italy, Anh, Moldova, Hà Lan, Ba Lan, Bồ Đào Nha, Thổ Nhĩ Kỳ, Mỹ, Romania tham gia tập trận hải quân lớn nhất của NATO. Cuộc tập trận hải quân đa quốc gia lớn nhất này tập trung vào huấn luyện trong tất cả các khía cạnh của các hoạt động quân sự nhằm nâng cao khả năng hiệp đồng tác chiến giữa các bên. Tham mưu trưởng Hải quân Romania Mihai Panait tuyên bố, NATO có các quy trình để thử nghiệm, phát triển trong môi trường tác chiến chống tàu ngầm, tàu mặt nước và máy bay ở Biển Đen và khu vực sông ngòi. Trước đó, Steadfast Defender, cuộc tập trận lớn nhất của NATO trong nhiều thập kỷ, cũng đã bắt đầu từ ngày 24 tháng 1 và sẽ kéo dài đến cuối mùa xuân năm 2024. Phiến quân nhà nước Hồi giáo IS tự xưng mới đây đã đăng thông điệp dọa tấn công khủng bố các sân vận động diễn ra vòng tứ kết cúp C1 trong tuần này. Cơ quan truyền thông của IS ngày 8 tháng 4 đăng hình ảnh tay súng trùm kín mặt kèm lời đe dọa tàn sát tất cả trên nền 4 sân vận động nơi các trận đấu tứ kết cúp C1 sẽ diễn ra trong tuần này. Chính phủ Anh, Pháp và Tây Ban Nha đã nhận được cảnh báo, khẳng định tình hình đang trong tầm kiểm soát. 4 sân vận động tổ chức vòng tứ kết là Emirates ở Anh, Pades Princes ở Pháp, Metropolitano và Santiago Bernabéu ở Tây Ban Nha. Giới chức Tây Ban Nha sẽ họp trong hôm nay để thảo luận khả năng tăng cường an ninh sau lời đe dọa của IS. Lực lượng an ninh cũng đã cảnh báo đội chủ nhà Real Madrid về mối đe dọa này. IS từng trỗi dậy và kiểm soát diện tích rộng lớn ở Trung Đông trước khi bị đánh bại năm 2019. Tàn quân của nhóm rút vào sa mạc và tiếp tục thực hiện nhiều vụ tấn công, trong đó các mục tiêu ở châu Âu ngày càng bị nhắm tới nhiều hơn. Đây không phải là lần đầu tiên IS đe dọa tấn công các sự kiện thể thao ở châu Âu. Giới chuyên gia nhận định vụ tấn công khủng bố tại Nga cho thấy tổ chức chân rết IS đang âm thầm trỗi dậy với tham vọng vươn vòi khắp thế giới. Tây Ban Nha sẽ hủy bỏ chương trình thị thực vàng, vốn được dùng để thu hút nhà đầu tư bất động sản bên ngoài Liên minh châu Âu EU. Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sanchez ngày 8 tháng 4 cho biết trong tuần này, chính phủ của ông sẽ có những bước đi đầu tiên tiến tới hủy bỏ chương trình thị thực vàng. Chương trình này được ra đời từ năm 2013 và đã thu hút được hàng nghìn nhà đầu tư nước ngoài vào Tây Ban Nha. Theo cơ chế thị thực vàng, Tây Ban Nha sẽ cấp quyền cư trú 3 năm cho các cá nhân bên ngoài EU với điều kiện đầu tư ít nhất 500.000 euro vào bất động sản ở nước này. Theo số liệu của chính phủ Tây Ban Nha, nước này đã cấp khoảng 5.000 chứng nhận thị thực vàng cho người nước ngoài kể từ khi chương trình bắt đầu cho đến tháng 11 năm 2022. Trong đó, các nhà đầu tư Trung Quốc đứng đầu danh sách, tiếp đến là giới đầu tư Nga. Tây Ban Nha là nước mới nhất trong khối EU lên kế hoạch bỏ thị thực vàng. Bồ Đào Nha và Ireland đã bỏ chương trình này từ năm 2023. Ủy ban châu Âu từ lâu đã kêu gọi hủy bỏ những chương trình như vậy do lo ngại rủi ro an ninh cũng như tham nhũng, rửa tiền, trốn thuế. Ông Simon Harris, 37 tuổi, dự kiến được Quốc hội Ireland bầu làm thủ tướng hôm nay, sẽ trở thành người đứng đầu chính phủ trẻ nhất lịch sử nước này. Quốc hội Ireland ngày 9 tháng 4 sẽ bầu ông Simon Harris làm thủ tướng kế nhiệm ông Leo Varadkar, 45 tuổi, người đột ngột xin từ chức hồi tháng trước vì lý do chính trị và cá nhân.
ông Harris sẽ trở thành thủ tướng trẻ nhất trong lịch sử Ireland. Năm 2016, ông Harris được bổ nhiệm làm Bộ trưởng Y tế ở tuổi 29 và năm 2020 trở thành Bộ trưởng Bộ Giáo dục. Ngay cả những người chỉ trích cũng phải thừa nhận ông có tài giao tiếp. Tân thủ tướng Ireland cũng đặc biệt nổi tiếng trên mạng xã hội, nhất là nền tảng TikTok, giúp ông trở thành một trong những chính trị gia được quan tâm nhất đất nước. Sau khi nhậm chức, ông Harris sẽ đương đầu loạt vấn đề như giải quyết khủng hoảng nhà ở, tình trạng vô gia cư trong lúc chính phủ Ireland đang hứng chỉ trích vì chính sách với người tị nạn. Chương trình khuyến mãi cùng Tiger đã quay trở lại. Mua 5 thùng Tiger 0,5 lít vị bất kỳ, khách hàng có ngay cơ hội trúng TV màn hình LED đời mới. Ngoài ra, cứ khi mua 10 carton Tiger, khách hàng nhận một carton Tiger 0,5 lít miễn phí. Chương trình áp dụng với chuỗi siêu thị Tamda Foods và dịch vụ Tamda Express. Thông tin chi tiết xin truy cập website tamdafoods.eu/Tiger. Kính thưa quý vị, giá vàng trong nước vẫn đang không ngừng nhảy múa. Sáng nay ngày 9 tháng 4, giá vàng miếng SJC tiếp tục lập đỉnh mới. Tại thời điểm 9 giờ 30 phút, công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn đã niêm yết giá vàng SJC ở mức 80,7 đến 82,72 triệu đồng trên một lượng, tăng 300.000 đồng trên một lượng ở cả chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên ngày hôm qua. Trong khi đó, giá vàng nhẫn tại các ngân hàng tăng giảm trái chiều nhưng vẫn giữ trên mốc 75 triệu đồng trên một lượng. Giá vàng nhẫn nói riêng và giá vàng nói chung tại Việt Nam đã tăng mạnh trong thời gian gần đây là do tác động của việc giá vàng thế giới liên tục lập kỷ lục đắt nhất lịch sử. Từ đầu năm đến nay, giá vàng nhẫn đã tăng khoảng 10 đến 11 triệu đồng trên một lượng, tương đương mức lãi suất là 16% sau hơn 3 tháng. Như vậy, với tốc độ tăng giá liên tục của vàng nhẫn, lần đầu tiên giá vàng nhẫn cao hơn giá vàng của thế giới khoảng 4 triệu đồng mỗi lượng. Sự tăng giá mạnh mẽ của vàng nhẫn trong những ngày qua đã tạo nên cơn sốt tại các điểm giao dịch vàng. Việc ngóng chờ sửa nghị định 24 với quan điểm không còn độc quyền vàng miếng SJC cũng là một phần nguyên nhân khiến người dân đổ xô sang mua bán vàng nhẫn. Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao vừa ban hành cáo trạng truy tố 51 bị can trong vụ án hình sự liên quan đến công ty cổ phần tập đoàn FLC. Trong số đó, Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao truy tố bị can Trịnh Văn Quyết, cựu chủ tịch hội đồng quản trị tập đoàn FLC, cùng hai em gái là Trịnh Thị Thúy Nga, Trịnh Thị Minh Huế về các tội thao túng thị trường chứng khoán và lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Đối với hành vi thao túng thị trường chứng khoán, từ năm 2017 đến năm 2022, Trịnh Văn Quyết chỉ đạo hai em gái là Trịnh Thị Minh Huế, Trịnh Thị Thúy Nga cùng nhiều thuộc cấp mượn danh nghĩa của nhân viên, người thân, họ hàng để lập hồ sơ và thủ tục, thành lập công ty, mở tài khoản chứng khoán ngân hàng, nhằm thực hiện hành vi thao túng thị trường chứng khoán với nhiều mã cổ phiếu. Cáo trạng cho rằng các bị can đã sử dụng 190 tài khoản để thực hiện các hành vi thao túng thị trường chứng khoán bằng cách liên tục mua bán cùng loại chứng khoán, mua bán với khối lượng lớn, chi phối thị trường vào thời điểm mở cửa và đóng cửa giao dịch, đặt lệnh mua bán cổ phiếu sau đó hủy lệnh. Các hành vi thao túng trên bị cáo buộc tạo ra cung cầu giả và thổi giá đối với 5 mã cổ phiếu thuộc nhóm FLC. Ngoài hành vi thao túng 5 mã chứng khoán, cáo trạng xác định Trịnh Văn Quyết có hành vi nâng khống vốn điều lệ của công ty cổ phần xây dựng FLC Faros để niêm yết mã cổ phiếu ROS trên sàn giao dịch chứng khoán, thu tiền của các nhà đầu tư, hành vi gian dối trong việc nâng khống vốn điều lệ rồi niêm yết bán cổ phần để thu tiền này bị Viện Kiểm sát xác định là lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hồ Chí Minh cho biết hiện đã làm rõ về quá trình của nghi phạm Phạm Huỳnh Nhật Vi, 21 tuổi, quê Tiền Giang, ngụ quận Bình Thạnh, thực hiện vụ bắt cóc hai bé gái NKTM 7 tuổi và LHTL 3 tuổi ở phố đi bộ Nguyễn Huệ, quận 1 vào tối ngày 3 tháng 4. Bước đầu, Vi đã thừa nhận dùng tiền đồ ăn để dụ hai bé gái về nhà tại chung cư. Trong những ngày qua, nghi can không đánh đập các cháu. Cơ quan công an xác định Vi gây án một mình, động cơ đang được cơ quan điều tra làm rõ. Trước đó, trưa ngày 7 tháng 4, chị Nguyễn Thị Chi, 27 tuổi, trình báo hai con gái mất tích. Hàng ngày, chị thường chở các con bằng xe máy đến khu vực phố đi bộ Nguyễn Huệ, quận 1 để bán bánh kẹo dạo. Vào tối ngày 3 tháng 4, chị để con gái 10 tuổi ẵm bé 9 tháng tuổi ngồi bán kẹo ở đường Đồng Khởi, còn bản thân giữ hai đứa còn lại bán hàng ở đối diện bên đường. Đến 19 giờ, chị nhờ người bán nước giải khát châm giúp hai con rồi đi bộ 100 mét đến gặp một người trả tiền góp. Tuy nhiên khoảng 5 phút sau chị quay lại thì không thấy hai con nhỏ nên đã đến công an phường Bến Nghé quận 1 để trình báo. Công an thành phố Hồ Chí Minh đã huy động hơn 200 chiến sĩ phối hợp nhiều lực lượng để tìm hai bé ở các khu vui chơi giải trí, công viên lân cận. Kết quả ghi nhận một phụ nữ trẻ đã tiếp cận các bé.
dẫn dụ đi theo mình qua nhiều tuyến đường từ quận 1 sang quận 8, sau đó đã đặt taxi công nghệ để đưa hai cháu về chung cư Sài Gòn Pearl. Vâng quý vị thân mến, hôm nay ngày 9 tháng 4 chúng ta lại có hẹn với buổi livestream tuần thứ 2 của sự kiện tri ân khách hàng lớn nhất trong năm của tập đoàn Tamda Group, Tamda Promo 2024. Và cũng tại buổi livestream hôm nay, ban tổ chức cùng nhà tài trợ Mac Tony đã lựa chọn thêm 10 lá phiếu may mắn sẽ tham dự gala dinner cùng trên giải thưởng chính. Một xế hộp sang trọng Mercedes GLS 400D Formatic rất giá trị, cũng là giải thưởng lớn nhất trong năm dành cho khách hàng của Tamda. Tuần 2 đã diễn ra như thế nào? Mời quý vị cùng đón xem trong ghi nhận ngay sau đây của ban biên tập Tamda Media. Livestream tuần thứ 2 Tamda Promo 2024 đã diễn ra tại siêu thị Tamda Foods Praha. Trước khi diễn ra chương trình, những vị khách hàng trúng giải thưởng tuần 1 cũng đã dinh về cho mình những phần quà may mắn. Mình là khách hàng của Tamda. Mình đã thắng cái máy hút bụi Dyson qua một người bạn. Người ta nhìn thấy tên thì người ta gọi cho mình. Lấy hàng của Tamda này từ ngày Tamda mới mở cửa đấy. Thì nay rất vui là được nhận giải thưởng của Tamda đấy. Mình rất cảm ơn. Rất cảm ơn công ty Tamda. Mình nhận được cái thông báo nhận được giải thưởng này đấy cũng qua Tamda nhắn tin và một số người quen của mình nữa. Thì cũng không biết nói gì hơn, chỉ biết cảm ơn thôi. Và mình cũng chúc tất cả các khách hàng của Tamda có nghĩa là được nhiều giải thưởng may mắn như mình. Ngay phần đầu tiên của chương trình, ba vị khách hàng ngẫu nhiên đã giúp ban tổ chức bốc thăm ba vị khách hàng may mắn tuần 2 sở hữu các giải thưởng giá trị. Theo đó, giải nhất điện thoại iPhone 15 Pro Max đã thuộc về khách hàng Thị Minh Phương Nguyễn đến từ Tamda Foods Praha. Giải nhì máy hút bụi Dyson V15 Detect Submarine đã thuộc về khách hàng Đức Thanh Vũ đến từ Tamda Express Hot TV Xe. Giải 3 máy điều hòa không khí Dyson Purifier Hot & Co. HP09 đã thuộc về khách hàng Thị Lương Nguyễn đến từ Tamda Express Uchinat Labem. Nhà tài trợ đồng hành cùng với livestream tuần 2 là công ty Martini 1873. Đây là doanh nghiệp nổi tiếng với một loạt các thương hiệu đồ uống giải khát như Martini, Aquila, Dopra Voda, Pepsi. Và Martini 1873 cũng là một trong những đối tác quan trọng với tập đoàn Tamda từ những ngày đầu thành lập. Ông Lukas Przyholski, đại diện công ty Martini 1873, đã có những chia sẻ vui cùng với sự kiện. Chúng tôi là đối tác lâu năm của Tamda cũng như chương trình Tamda Promo. Giải thưởng chính là một chiếc Mercedes rất tuyệt vời. Cá nhân tôi cũng như thay mặt cho công ty Martini kính chúc tất cả quý khách hàng sẽ may mắn. Năm nào chúng tôi cũng tham gia bốc thăm, chúng tôi gần như chưa bỏ qua lần bốc thăm nào cả. Xin chúc tất cả các lá phiếu của tuần thứ 2 sẽ may mắn. Hy vọng hôm nay tôi sẽ mang đến may mắn cho các bạn từ các giải thưởng tuần cho đến các lá phiếu vào gala. Và hy vọng chúng ta hôm nay có lá phiếu trúng xe Mercedes. Ông Lukas Przyholski cũng đã cùng ban tổ chức quay những vòng quay của tuần 2 để lựa chọn 10 lá phiếu may mắn tiếp theo lọt vào chung kết tranh giải thưởng chính Mercedes GLS 400D Formatic. Theo đó, 10 lá phiếu tuần 2 bao gồm 1. Khách hàng Văn Đào Trần đến từ Tamda Express Hot TV Xe. 2. Khách hàng Vương Hoàng Vũ đến từ Tamda Express Hot TV Xe. 3. Khách hàng Thanh Tuấn Nguyễn đến từ Tamda Express Hot TV Xe. 4. Khách hàng Thế Sơn Phạm đến từ Tamda Express Uchinat Labem. 5. Khách hàng Thị Khuyên Nguyễn đến từ Tamda Express Hot TV Xe. 6. Khách hàng Hoài Nam Nguyễn đến từ Tamda Foods Praha. 7. Khách hàng Nam Trần Danh đến từ Tamda Foods Praha. 8. Khách hàng Văn Hải Vũ đến từ Tamda Foods Uchinat Labem. 9. Khách hàng Thị Phương Thảo Trần đến từ Tamda Express Uchinat Labem. 10. Khách hàng Phương Quyền SRO đến từ Tamda Express Brno. Như vậy, tuần 2 Tamda Promo 2024 đã khép lại với chiến thắng của ba chủ nhân giải tuần cùng 10 vị khách hàng sở hữu 10 lá phiếu lọt vào Gala Dinner. Quý vị cũng đừng quên, trong 10 tuần livestream, mỗi tuần sẽ có 10 nhà tài trợ đồng hành cùng chương trình và mỗi tuần sẽ có tới 10 set quà vô cùng hấp dẫn đến từ chính các nhà tài trợ dành cho 10 vị khách ngẫu nhiên theo dõi livestream trong mini game cực kỳ đơn giản. Chúng ta sẽ tiếp tục gặp lại nhau trong livestream bốc thăm trúng thưởng tuần 3 sẽ diễn ra vào ngày 16 tháng 4 tới đây và cùng nhau theo dõi chặng đường để tìm đến chủ nhân may mắn nhất mùa 8 Tamda Promo 2024 nhé. Săn phiếu vàng, lái xe sang.
Những thông tin dự báo thời tiết vừa rồi cũng đã khép lại điểm tin 24 giờ của chúng tôi ngày hôm nay. Một lần nữa, xin chúc mừng 3 khách hàng may mắn đã nhận được các giải thưởng giá trị trong tuần thứ 2 của Tamda Promo 2024. Và xin được chúc mừng chủ nhân của 10 lá phiếu may mắn đã được lựa chọn vào đêm chung kết Gala Dinner. Còn bây giờ, xin cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị khán giả. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong điểm tin ngày mai.